việc xảy ra vào tối ngày 22 tháng 7, rạng sáng ngày 23 tháng 7, khi gia đình bà có tên viết tắt là Phạm Thị Hát, ngụ tại xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh ra ngoài ăn tối. Lúc này, trong nhà chỉ có một bé trai sinh năm 2002 là con của bà Hát đang ở nhà chơi điện tử thì phía dưới nhà, tên trộm đã leo tường, lẻn vào nhà thám thính tình hình. Theo camera theo dõi, lúc 20 giờ 50 phút, đi vòng quanh nhà kiểm tra vị trí ổ điện và các cửa ra vào. Sau đó, mở sẵn cửa tầng trệt và chui xuống gầm giường nằm sẵn. Khoảng hơn 10 giờ gia đình bà Hát về nhà rồi lên lầu đi ngủ. Đến khoảng hơn 12 giờ đêm, bà Hát xuống nhà uống nước, tiện thể kiểm tra cửa thì phát hiện có người nằm dưới gầm giường. Lúc này, bà Hát lấy hết bình tĩnh ra, lấy chìa khóa mở cửa chính thoát ra ngoài, gõ cửa từng nhà hàng xóm nhờ giúp đỡ. Đến khoảng 0 giờ 30 phút, tên trộm đã bị bắt giữ và được công an xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh giải về đồn. Theo thông tin ban đầu cho biết, tên trộm này tên là Lê Văn Dĩ, sinh năm 2000, thường trú tại An Minh, Kiên Giang. Vì chưa đủ tuổi thành niên và yếu tố cấu thành tội phạm, nên ngay trong đêm, tên trộm này đã được một người tự xưng là chú họ sinh năm 1981, ngụ ở kế sách Sóc Trăng bảo lãnh ra về. Tuy không có thiệt hại về tài sản, thế nhưng đây được nhận định là một hành vi trộm cắp có tổ chức bởi gia đình bà Hát vốn làm nghề kinh doanh vật liệu xây dựng lâu năm tại địa phương, trong nhà có nhiều tài sản giá trị. Đáng nói ngay trong đêm bị trộm đột nhập, thì buổi sáng cùng ngày, bà Hát cùng người thân vừa mới đi ngân hàng rút tiền về để phục vụ cho công việc kinh doanh.